15.000 tập cần 3 xin. Rồi đầu tiên các bạn lý phần đi mô tả mình chatbot, bấm nhấn nút ta nha các bạn, lướt ra một cấp trả khá là dày. Mình hồi sớm giờ mình quá muốn chóng mặt luôn. Rồi, sau khi qua cấp trả các bạn join vào 3 kênh, 2 kênh channel và 1 kênh group. Rồi, thì mình đã join gọi nha các bạn. Rồi, các bạn follow Tower và Rio sẽ biến bot rồi. Giờ đây mình sẵn chat thông tin nhân cần các bạn. Rồi mình đang theo dõi luôn. Con này tóc cần này nó sẽ lên một cái sàn là B2B nha các bạn. Rồi các bạn like cho nó vài bài và các bạn test nó là bình luận nha các bạn. Like nó 3-4 bài đi. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail. Thank you. Rồi các bạn bắt vào, bạn mở bắt cái địa chỉ username theo của mình vào VNN9. Bạn nào không biết lấy địa chỉ thì gọi là video mình, bạn lấy giấy chí nha bạn. 2 4 6 8 10 G. Rồi Yuris GETH Wallet. Rồi các bạn bắt địa chỉ GETH Wallet nha bạn. Các bạn dùng với Chút Wallet hoặc là MetaMask thì cũng được, mình hiện tại IC20 các bạn. Trời ơi, tới đây cái gì không cũng lâu lắm. Mình làm gì ăn, các bạn nhớ bỏ like cho mình, xin một like và một subscribe để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào ETH nè. Bạn sao chép nè. Các bạn nào không biết tạo giấy thì cứ xem lại video mình nữa, hướng dẫn các bạn tạo giấy nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram rồi. Và không biết để làm một cái comment dưới đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo giấy. Rồi các bạn kiểm tra đầu đuôi nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn sẽ bấm Balance. Mình đã nhận được 15.000 token 3 xin liên kết của mình để chia sẻ bạn bè và người thân nha các bạn. Trước khi chương trình AirDrop này nó kết thúc, nó sẽ phân phối cho mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.